Đây là một chuyên gia sinh tồn đích thực, sống một mình ở nơi hoang dã suốt 30 năm, ăn diệp tam thảo và uống xương vỏ sáng sớm, sống trong hốc cây lớn và mặc quần áo rêu, phải đến khi các nhà thám hiểm tìm ra ông, thế giới mới thấy cuộc đời huyền thoại của ông. Ông lão tên là Mick, năm nay đã 60 tuổi. Ông rời bỏ thành phố náo nhiệt 30 năm trước, đến bán đảo Olympic phủ đầy rêu phong. Cho đến nay ông vẫn sống sâu trong rừng. Sáng sớm, vừa tỉnh dậy một cách tự nhiên sau giấc ngủ, leo ra khỏi ngôi nhà trên cây tuyệt đẹp. Bữa sáng vẫn như cũ, ăn diệp tam thảo và xương đọng trên rêu qua đêm, được dùng làm thức uống tự nhiên của Mick. Những quả thông có thể dùng làm bàn chải đánh răng, và nó cũng có thể dùng để giấy tai. Tất nhiên cũng có thể dùng ở những nơi kín đáo. Các bạn hãy đoán ông dùng để làm gì nhé. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Mick bắt đầu công việc trong ngày của mình. Bắt đầu từ thế hệ ông nội của Mick, một nhà ba thế hệ đã sống ở khu rừng này. Cha ông là thuyền trưởng hải quân, xuất thân từ một gia đình khá giả, sống nhiều năm trong rừng rậm. Sau khi ông ấy mất, cho cốt của ông được Mick treo lên trên một cái cây lớn cách đây không xa. Hôm nay là ngày giỗ của bố Mick. Theo tâm nguyện của ông ấy, Mick sẽ đưa cho cốt của ông mang lên vùng đất cao và giải tán. Bởi vì bố Mick cảm thấy điều này hoàn toàn có thể trở về với thiên nhiên. Ngoại trừ chiếc bình, một số di vật cũng được cất giữ ở đây. Trước ống kính, Mick cố gắng không để lộ nỗi buồn, nghịch ngợm, còn nhặt hàm răng giả của ông cụ và đeo thử, có vẻ như không vừa, đành để lại chỗ cũ. Đây là những huân chương của bố Mick, và mỗi chiếc đều tượng trưng cho vinh dự mà ông cụ nhận được. Xem xong những kỷ vật, Mick bắt đầu đọc điếu văn, sau đó lấy chiếc bình cho cốt và lên đường. Trước khi lên đỉnh núi, Mick phải đến thăm người bạn tốt Ca. Ca là một nghệ nhân, sống trong rừng nhiệt đới lâu hơn Mick, ở đây hơn 40 năm và cũng chưa có một mảnh tình vắt vai nào. Ca có đôi bàn tay khéo léo, không có món thủ công nào không thể làm được. Lần này Mick đến là để mua một chiếc túi đựng đặc biệt. Ông không muốn bình cho cốt không có đồ đựng. Thấy được sự hiếu thảo, Ca cũng không từ chối. Ca đã chọn 7 chiếc rễ cây và tấm da nai làm nguyên liệu để làm một chiếc túi đựng cho cốt. Sau khi làm xong, Ca khắc tên bố Mick lên chiếc túi. Mick đeo thử rất vừa vặn. Đây là chiếc túi mang thương hiệu rừng rậm hoang dã. Sau đó, Mick phát hiện ra một chiếc sừng khác được chế tác tinh xảo. Mick đã thử thổi một cách tự nhiên, âm thanh phát ra cực kỳ hay và cảm thấy rất hợp. Thế là Mick mang đi luôn. Trong rừng không có tiền tệ, người ta trao đổi bằng hình thức nguyên thủy nhất. Mick lấy chiếc nhẫn của ông bố để lại và một cái ôm thắm thiết, đổi lấy chiếc ba lô và chiếc sừng tinh xảo. Mick đi bộ thêm 2 giờ nữa thì đến cái hang nơi ông cất giữ vật dụng. Việc cất giữ trong rừng là rất quan trọng. Qua nhiều năm, những hang động của Mick đã lan rộng khắp các ngọn núi, ước tính sơ bộ là có hơn 30 cái. Lục lọi tìm kiếm, Mick lấy ra một đôi giày từ trong hang. Sống trong rừng 30 năm, để có một cuộc sống gần gũi hơn với thiên nhiên, Mick không bao giờ đi giày, được mệnh danh là ông già đi chân không. Nhưng ngày hôm nay có chút đặc biệt, dù sao thì hôm nay cũng là ngày giỗ, vẫn cần đi giày để thể hiện sự kính trọng. Ngoài giày, quần áo cũng không thể thiếu. Dù sao đỉnh núi cao hơn 4.200m nên nhiệt độ sẽ rất thấp, vì vậy cần phải giữ ấm. Bây giờ Mick di chuyển dễ dàng hơn khi mang giày, đối mặt với những khúc quanh của vách đá cũng giống như là đi bộ trên mặt phẳng. Mất hơn 2 giờ đi bộ, Mick cảm thấy rất khát. May thay có nước ở gần đây, nước suối này có thể rất tốt. Sau khi giải tỏa mệt mỏi, không biết đã bao lâu, Mick cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi. Ông giải cho lên không trung. Mặc dù ông cụ đã rời bỏ ông, nhưng tâm hồn họ vẫn luôn gần gũi với nhau vì khu rừng này. Ông lão đổ những quả dâu hái được vào chậu, rắc chút cỏ dưa xào để tăng hương vị, rồi dẫm lên bằng đôi chân to 30 năm chưa rửa, cho đến khi nước dâu cạn hết. Đây là công thức làm mứt độc quyền của Mick và chưa bao giờ truyền lại cho bất cứ ai. Hãy thử vị chua sảng khoái này, thật khó để có thể chê. Và đây chính là điều mà Mick muốn dành tặng cho người bạn thân của mình. Hóa ra là cách đây không lâu, Mick phát hiện ra cung tên trong phòng chứa đồ của mình đã biến mất. Ông suy đoán rằng có thể khách du lịch trong rừng đã mang nó đi. Bây giờ thời tiết ấm lên, trong rừng nhiệt đới có rất nhiều động vật lớn. Không có cung tên thì tuyệt đối không thể tự vệ được. Mick không phải là chuyên gia chế tạo trang bị đi rừng. Lúc này phải nhắc đến một người tên Norm. Anh là cung thủ duy nhất trong khu rừng nhiệt đới. Cung tên do anh chế tạo rất chính xác và tương đối rẻ tiền. Ít nhất cũng có giá 500 đồng, nếu đổi lấy thứ gì đó thì cũng đủ. Cần có vật dụng để trao đổi với Norm. Vì vậy, Mick đã đến trang trại trong rừng bị bỏ hoang, cố gắng tìm kiếm, chỉ để tìm kiếm một thân cây. Nó chẳng có ích gì đối với Norm, bậc thầy về bắn cung. Ngược lại, thợ thủ công Ca có thể sẽ hứng thú với nó, bởi vì ông ấy là một người rất thích điêu khắc, nên Mick đã đem xác cây đến sân nhà của Ca. Quả nhiên Ca rất có hứng thú với thứ này. Lúc này Mick cũng bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó trong phòng có thể gây ấn tượng với Norm, có thể trao đổi với Norm để làm cung tên. Sau một hồi lựa chọn, Mick thấy chiếc quần da rất đẹp. Nhưng Ca nói rằng chiếc quần này không chỉ được làm từ chất liệu quý giá,
mà còn khiến ông phải tốn rất nhiều công sức. Chỉ là một khối u cây, có lẽ không thể so bằng giá trị của chiếc quần da. Sau đó Mick nghĩ đến mất, vốn là món ca yêu thích, khối lượng công việc hơi nặng nên phải tìm đến sự giúp đỡ của Win, và hứa sẽ dạy cho anh ta công thức làm mứt độc quyền. Bước đầu tiên khi làm mứt, tất nhiên là phải thu được những quả mọng ngon. Trước khi lên đường, cả hai còn có một sự chuẩn bị quan trọng khác, đó là phủ bùn lên toàn thân để tránh bị muỗi đốt. Ở trong rừng nhiều muỗi và không có kem chống muỗi, đây là một giải pháp không bình thường nhưng hiệu quả rất tốt. Cách tốt nhất để tìm quả mọng là đi theo dấu chân động vật và thông qua phân để lại trên mặt đất. Họ nhanh chóng tìm thấy quả mọng. Họ cùng nhau hái trong nửa giờ và trở về nhà với một vụ thu hoạch đầy đủ. Cho tất cả quả mọng vào chậu, sau đó dùng đôi chân 30 năm dẫm đạp liên tục. Đây là công thức bí mật độc quyền của Mick, chỉ hôm nay mới truyền lại cho học trò Win. Sau một thời gian dài làm việc, cuối cùng món mứt cũng đã được làm xong. Hai người cho vào miệng nếm thử. Có vẻ như tay nghề của Mick không hề suy giảm chút nào. Đóng trong một chiếc bình thật to và đưa đến cho Ca. Anh ấy rất hài lòng với món mứt và cuối cùng đồng ý đổi chiếc quần da hươu cho Mick. Sau đó Mick cầm chiếc quần da đi đến chỗ Norm. Norm bày tỏ sự hài lòng vô cùng khi nhìn thấy chiếc quần da mà Mick đang cầm. Sau khi biết được ý định của Mick, anh ấy đã vui vẻ đồng ý. Đầu tiên, đo kích thước phù hợp, dựa trên chiều cao và hình dáng cơ thể của Mick. Về phần thân cung, Norm chọn loại gỗ tốt nhất. Sau đó là công đoạn tỉa cành gỗ. Norm cũng đã hướng dẫn Mick, quá trình này đòi hỏi phải nắm vững độ chính xác. Thân cung không được dày cũng không được mỏng để có thể cân đối. Sau một giờ đánh bóng, cây cung cơ bản đã thành hình. Sau đó sơn lại để chống thời tiết và công việc được coi là hoàn thành. Mick cầm bộ cung tên và ra ngoài kiểm tra. Ông ấy rất hài lòng với bộ cung tên này.